nghe. Tiếp tục lặng biếng tăng 2 nha cái nghe. Lặng biếng tăng 2 thì anh em nghỉ lết, anh dưa về ngồi lết thì anh em nhảy tăng 2. Đây anh em anh dưa chuẩn bị nhảy tăng 2. Đi anh em thay phiên lặng 2 tiếng thì anh em lên một tăng. Một đêm thì bê tăng 6 tiếng nha cả nhà. Mời cả nhà anh dưa. Anh rồi chuẩn bị tăng 2. Anh em chuẩn bị vô đồ hết cho cả nhà. Lặng tăng 2. Rồi thì mời cả nhà xuống sang bắt nha cả nhà. Nước hôm nay rất lẹt lông. Vào này anh em chủ yếu lặn hậu hương với bắt hải sâm. Nước vào này cũng 14 đến 15 mét. Anh em đang xuống tầm tầm về cho nước vào can. Vừa đáp rèn thì anh em đã bước những bước chân để thử cam rác. Tám gặp con hải sâm đầu tiên, đó là phân của hải sâm. Tăng này hải sâm đang có bò đi về hang. Hải sâm bò về hang thì nó sẽ rã những cái phân của nó ra. Hải sâm này thì 35 một con. Tiếp tục được con thứ hai. Tám vừa xuống để được hai con hải sâm. Tám gặp một con nọ nhím, rõ là to. Nọ nhím này ban đêm nó ngu lờ mờ chứ không chui vào hang như những con cá khác. Tám phải bỏ con hải sâm vào trước và sẽ lấy về riêng để bắt con nhím gai. Nó nhím gai anh em nuôi sống nên phải bắt riêng. Con này khá là hiền, nó hình như nó đang có bằng ngủ hay sao á, chứ nó không phình ra như mọi con khác. Những con khác đụng vào thì nó phải phình ra to, nhưng con này tám cho nó phình nhưng nó vẫn không phình. Hàm răng nó rất là khỏe, nó nghiền nát những con ốc. Cái nó chủ yếu ăn những con ốc nhỏ, vì vậy hàm răng nó chỉ nghiền nát những con ốc thôi. Nó rất nhiều gai nhưng gai nó không có độc. Giờ tám phải bỏ vịt lên trên để đi bắt hải sản tiếp. Phía xe là con ốc bàn tay. Ốc bàn tay ăn rất là ngon, nhưng mọi người ăn thì luộc cho chín, chứ luộc không chín thì nó dai và cứng lắm. Ốc bàn tay thì 15 ngàn một con. Phía trước anh em cũng đang bắt cá mú. Bắt cá mú thì phải dùng lưới vì phải nuôi sống. Cá mú rất là rét, khi động mạnh thì nó sẽ chạy đi, vì vậy phải giăng lưới. Giăng lưới cá mú thì chỉ còn bịt cái miệng hang của cá chạy về dê thôi. Khi giăng lưới xong thì anh em sẽ dùng cái xương chĩa về lùa nó dê, chứ bắt tay không thì không được, vì cá mú nó rất là lanh. Khi lùa dê đóng lưới thì anh em mới bắt tay. Nó vừa chuông dê, vừa đoạn tí nữa thì nó dê. Đó, nó chạy rất là nhanh. Nếu không có lưới thì nó chạy mất tiêu. Cái mú là một thì từ 1 kg trở lên, khoảng 700 đến 800 ngàn 1 kg là một. Còn dưới 1 kg thì anh em bán lại 2.
là 2 thì 7,5. Còn dưới nửa ký thì bán cái con, tức là bán cho người ta nuôi giống từ khoảng 7 đến 80 ngàn một con. Còn cái chết thì chỉ 150 ngàn một ký, và cái dưới nửa ký thì khoảng 70 đến 80 ngàn một ký thôi. Cái mướt thì anh em cũng phải nuôi riêng vì nó là hàng xóm cho anh em kiếm thêm tiền. Hàng xóm có nghĩa là những hải sản tươi sống, còn những hàng đá tức là anh em muối đá về không nuôi sống. Con này cũng khoảng hơn nửa ký thôi. Tiếp tục được con hàu. Hàu này nằm khơi bên ngoài nên sẽ dễ chọi hơn. Hàu thì 13 ngàn một con chết và 17 ngàn một con nuôi sống. Tiếp tục là hải sâm, và được thêm con hải sâm nữa. Hải sâm có vẻ cũng có ở cái gò này. Về con hàu hương, con này trời cũng dễ thôi. Một cái nhẹ thì sẽ được, chỗ này tám được con hàu hương về con hải sâm thì cũng kiếm gần 60-70 ngàn. Mỗi khi vào những hải sâm hoặc hàu vào thì tám phải kẹp cái đèn vào nách, và hai tay sẽ phành vật bỏ hải sâm vào, chứ một tay không thể phành vật. Wow, dưới đế bánh tráng này hình như là 4 đến 5 con hàu luôn. Có vẻ là rất nhiều hàu chỗ này. Nhưng hòn đế bánh tráng này để bị mục nát rồi. Trời mạnh thì nó sẽ bể thôi. Tém vừa nhém nhém để rung lắc hết. Tém được 4 con. Những con trời không được thì tém không trời. Vì trời không được mẹ cố trời thì sẽ rất là lâu. Chỗ này cũng có một con nhô dây khá dài. Nhô như thế này thì trời sẽ dễ hơn. Một phép bột thì dùng luôn. Hầu rất là nặng. Một con có con thì khoảng 1 ký. Chỗ này thì hai con chồng lên nhau luôn. Nhưng con bên ngoài là con hàu sữa. Hàu sữa thì anh em không bắt vì nó chỉ được cái vành màu đen chứ không có cùi. Con hàu hương thì anh em mới bắt. Hàu hương ăn rất là ngọt, cái cùi nó trắng. Phía hòn trố này thì cũng có hai con dính vào nhau. Nãy giờ tém gặp hai con dính vào nhau. Nhưng trời một phát thì dùng luôn hai con. Con này rớt xuống bồn rất là sâu. Phải thọc tay vào mới lấy được. Chỗ này thì được hai con hào hương. Tiếp tục bắt hầu hương. Con này có vẻ cũng dễ trời thôi. Vài ba phép thì để dùng rồi. Con này cũng là hầu hương. Màu sắc nó rất là đen vì những rong rêu để đóng vào. Tiếp clip thì em hy thì dùng búa để chọi hàu hương vì những con hàu rất là cứng. Những con khó cho anh em mới dùng búa. Tém thấy con sò dương quảng này nó đang bị lủi. Sò dương thì anh em bắt lên chủ yếu là ăn chứ nuôi thì ít khi mà sống.
4 5 ngày thì nó sẽ không sống. Hòn cố to này toàn là những cây thông Noel. Những con thông Noel này nó ký sinh vào những hòn cố như thế này. Một hòn cố thì có đủ sắc màu những cây thông Noel, như màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu hồng, đủ loại màu sắc rất là đẹp. Nhưng rất là khó để bắt những con thông Noel như thế. Dưới này thì được con hải sâm. Con hải sâm nằm dưới kia tám chim mê dọi những cây thông Noel. Xém thì không được hải sâm luôn. Trời hầu thì phải nằm xếp dạng về chung cái đào về cố, chứ không khơi khơi bên ngoài. Con hải sâm này bò lên rất là cao. Bò lên càng cao thì càng dễ thấy thôi. Và tiếp tục con hải sâm. Con này khá là dài, là to. Phía xe cũng được một con nữa. Chỗ này tám được hai con. Có vẻ hải sâm cũng đang nằm rải rác quanh đây thôi. Nhưng cũng rất là khó để tìm những con hải sâm. Thì nó chuyên núp những kẹt đá và những bọn đá. Không đợi ý thì sẽ khó mà thấy nó. Tám phải kẹp các đèn vèo nách để phần về bỏ hải sâm vào. Những vệt riêng như thế thì phải kẹp đèn vèo nách. Phía dưới này cũng có hai con hào hương. Nhưng bên trong hình như có một con đang cạn lại. Nếu có một con bên trong cản lại như thế thì trò chia sẻ rất là khó. Có vẻ tám phải dùng đến búa. Búa này thì anh em đem đi dự phòng để khi những con hầu cứng đầu như thế thì sẽ dùng búa để chòi. Cốc cốc và bê cá thì để dùng một con. Về tiếp tục con nữa, con thứ ba luôn. Búa thì chòi dễ hơn chĩa nhiều, vì ban đêm anh em dùng chĩa để xin ké. Còn gặp những con hầu thì chòi chĩa và bê cá được thì sẽ lấy, nếu không được mới dùng búa thôi. Chứ một khi tay mà dùng cầm búa về một tay cầm chĩa thì sẽ không được, vì mắc cây đèn pin nữa. Vì vậy nếu cầm chĩa thì búa anh em phải cắt riêng. Đây là cách mà anh em sẽ dùng búa để chặt như thế này, cho thuận tiện cây chân chĩa. Cái này là cái chèm bi. Ban ngày nó rất lành, ban đêm thì nó lờ mờ về rất là khôn luôn. Cặp đèn thì nó chạy, nhưng con này hình như nó không sợ cái đèn. Những con khác thì gặp đèn tới nó để chạy mất tiêu. Con này hình như chưa biết sự đời là sao nên gặp đèn nó khoái. Vì vậy té mới chữa được nó nè. Con này tầm khoảng hơn nửa ký. Cái chèm này thì cũng đồng giá như cái chèm đỏ cũ thôi. Nhưng đường cá nó to, chĩa một con như thế này thì bằng chĩa 3 đến 4 con cái chèm đỏ cũ kia. Kế về hầu hoặc những hải sản khác thì anh em sẽ bỏ vào cái vịt toi. Còn hải sâm về hàng sống như cái mú thì sẽ bỏ vịt riêng. Hải sâm thì chỉ mình riêng nó thôi, chứ bỏ cái mú vào thì nó sẽ phồng cái mú về, cái mú sẽ bị chết. Con hầu này thì nằm khơi khơi sẽ dễ chòi hơn. Những con hầu như thế rất là to. Khi mà can giò chiên để hết sức chứa thì tém sẽ dùng tới cái bịch mười này. Bịch mười này thì chứa rất là nhiều. Một cái bịch mười này có thể gấp 2, gấp 3 cái can giò chiên. Và lắc lắc vào bên cái cho nó rộng cái vợt dễ bỏ thêm vào. Tám đang dò xem có hải sản gì không.
dõi xung quanh về dõi rất là nhanh. Chỉ khi cầm camera 80 dõi tầm tầm như thế về được con hải sâm, chứ không cầm camera 80 dõi rất là nhanh. Tiếp tục là hải sâm. Hải sâm thì anh em sẽ bắt vì nó có giá 35.000 một con, mỗi khi thì được 40.000, có khi thì hạ xuống gò còn 30.000, vì những cái gò này toàn là hải sâm với hầu hương, nên tám gặp những hải sản gì thì tám sẽ quay thôi, chứ không có những hải sản to về giá liền. Con hải sâm này hình như nó đang có nhẽo dây luôn, nếu không cẩn thận thì nó sẽ vừa như nước luôn, vì vậy anh em phải bỏ về riêng như thế. Về được con hải sâm nữa, có vẻ cũng khá nhiều hải sâm. Tăng này thì tăng thứ hai nên hải sâm nó cũng gần chui về hang rồi, tầm khoảng 2 đến 3 giờ thì nó sẽ chui về hang sạch luôn, không còn thấy để mề bắt hải sâm nữa, vì vậy anh em phải tranh thủ bắt cho sớm để khi tăng sáng thì anh em sẽ nghỉ. Con hải sâm vừa mới sinh, hải sâm vừa mới sinh thì thân nó rất mềm và nhẹo, nếu cầm mạnh một phát thì nó sẽ vừa luôn. Nó là một loại thân rất là mềm, bên trong thì chỉ một cái ruột thôi. Nó ăn những cát về bụi. Em Hy đang chỉa con cá tè me. Cá tè me này rất là ngon, về được giá. Bữa khi anh em chỉa được thì lên chắc con này cũng để ăn chứ không muối về. Con cá rớn lưng hù, dòng họ của loài cá mặt quỷ. Mỗi năm thì cá rớn được giá, bây giờ thì thương lái chỉ mua 10.000 nên anh em sẽ không bắt. Cá rớn này nó cũng có độc, cái gai của nó rất là độc, giống như là một con cá mặt quỷ, gai nó sẽ độc như thế. Cá rớn này thì rất là lề mề, nó chỉ thích nằm im thôi chứ không muốn chạy đi đâu xe. Con hào hương này hé vào cái miệng rất là to, một khi đụng một cái thì nó để thuộc vào mất tiêu như một cục đá. Nếu không để ý cái miệng thì sẽ khó mà thấy cái con hầu như thế. Có vẻ là bám rất chắc, tém không có ý định để dùng búa vì sẽ chọi được bằng chĩa thôi, nếu không được thì mới dùng búa. Con này là con nhum chuông gió, những cái cánh của nó thì sẽ để làm chuông gió, tiếng kêu rất là êm tai. Những cái cánh như thế thì phơi khô và xỏ cướp vào để làm những cái chuông gió. Những con này thì màu sắc hơi bị xấu, có những con thì màu sắc rất là đẹp như là màu xanh hoặc là màu đỏ, nhưng rất là lén. Những con này thì màu hơi bị tối, chủ yếu là làm chuông gió. Phía xe tới mà gặp con cá kình trắng. Cá kình trắng này sắp được giá, mà đảo tám thì mua 40.000 đến 50.000 một ký, nhưng tròn đất liền như cà ná thì mua từ 90.000 đến 120.000 một ký. Dấu hiệu của một con hầu hương đã bị chòi về để lại một vết trắng. Hầu hương thì nằm đủ mọi tư thế, có con thì nằm nhô dê rất dài, để có con thì nằm ép sát vào luôn. Con chú này rất to, đang em Hy đang bắt những con hầu hay sao đó, hình như là đang bắt hải sản gì. Em
chỉ đứng ngoài dòm vèo thôi, chứ bọn nhỏ nên không chui vào hai người được. Bắt cũng rất lâu, tém thì gọi xem có trợ giúp gì không. Nếu không có trợ giúp thì tém cũng quay cho mọi người xem. Đó là những hòn rỗ to thì anh em phải chuông vào như thế. Có những bọt khí để sôi lên trên mặt rỗ luôn. Vì nằm sâu rồi, những bọt khí sẽ bị nén về tìm lỗ thoát thôi. Hình như là đang bắt những con tôm giống. Tôm giống này thì về bán cho thương lái để nuôi giống, chứ không ăn. Khi đủ sai thì thương lái sẽ bán lại. Con cái bò bản đồ nó chuông vào kẹt rất sâu. Về tém cũng gặp con ngầu hương. Tém tròi bằng chĩa xem, rất là cứng, tròi bể luôn cục đá luôn. Nhưng bể cục đá thì dễ bắt con cái bò bản đồ này hơn. Cái này anh em tém gọi là cái bản đồ hoặc là con cái bò rằng, thì màu sắc của nó tựa như ai vẽ lên vậy, đủ thứ màu sắc luôn. Nó rất là đẹp và cũng to. Những con to thì khoảng tầm 7 đến 8 lạng là to nhất, vì những loài này nó không to hơn được. Chỉ khi những loài bò dép thì sẽ rất to, có con thì 6 đến 7 kg. Cũng để tới giờ lên, anh em khi tới giờ lên thì sẽ khoét đèn như thế. Khoét đèn như thế thì anh em biết về tập trung lại. Nếu không tập trung lại thì sẽ lên sau. Phía lên thì sẽ là cano đang chạy theo anh em dưới nước. Bên ngày, bên đêm thì sẽ cano lên sẽ dễ thấy anh em ở dưới hơn, vì sẽ thấy đèn rất là rõ. Anh em sẽ tập trung lại đông đủ thì bên trên cano sẽ thả một sợi dây đá xuống. Sợi dây đá có nghĩa là cột một thanh sắt xuống thật nặng về mọi sợi dây xích. Chỉ vãi xuống thì những tiếng len keng lóc cóc thì anh em sẽ biết đó là sợi dây đá vãi xuống. Khi sợi dây đá vãi xuống thì anh em sẽ đu lên. Đây là thành quả. Có vẻ là cũng có hạ xong. Và cũng có nhiều hầu hương. Phải lên thứ tự về chậm. Nếu lên cùng lúc thì sẽ bị mén những cái vật. Đây là tém cũng đang lên sau cùng. Đây là thành quả của tém, một vật hầu về một vật hạ sâm. Hạ sâm khoảng mười mấy con. Giờ tém sẽ đu dây đá lên. Vì tém cầm camera nên phải đu một tay như thế. Nếu không cầm camera thì tém sẽ buông cây đèn pin xuống và sẽ cầm hai tay đu lên. Đó là anh em cầm hai tay đu. Giờ để tới cano rồi, nước rất là lòng. Chưa lên tới thì để nhìn lên thấy anh em phía trên rồi. Giờ thì sẽ lên xem thành quả thôi. Giờ anh em cũng được con cái nọ nữa.
xong nha cái nghe. Hải xong được tiền về anh em săn hải xong với săn hậu hương. Đây là hậu hương không có ké nhiều, được con ké bò cơ là bò bán đồ nha cái nghe, bò luộc và con cá chạm, cá chạm bì nha cái nhà, cá chạm bì, cá bò được hai con cá và con cá bò bò lá, chủ yếu là tại Hòa Hương, cá thì thưa thớt nha cái nhà. Thì còn tháng sau sẽ có cá nhiều. Hậu Hương thì cũng được tiền 12.000 một con, nhưng anh em chịu khổ chịu cực một tí, phải nuôi lại nha cả nhà. Cái gì con bò ở dưới mẹ? Bò ở dưới mẹ. Cái gì? Cái mùi đen. Lẹp xuống được con cái mú đỏ nước anh em mới bắt sống để nuôi, nước chảy thì anh em chỉ đó. Quy trình lặn biển là như thế nha cả nhà. Video của Tám kết thúc tại đây nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem và chương trình lặn hậu hương và bắt hải sâm. Bye bye.